Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Và đây, chiếc túi đựng tiền của mình đã móc tới đây rồi này các bạn. Bây giờ mình cùng nhau tiếp tục móc tiếp nhé. Mình coi. Một này. Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy. Hai mươi, hai mốt này, hai hai, hai ba, hai tư, hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, ba mươi mốt này. Tổng cộng sẽ là 32 mũi nha các bạn. Các bạn nhớ này. Rồi kết hàng là này. 32 mũi. Đây. Nhớ nhé, 32 mũi nha. Tiếp các bạn lên tiếp một. Rồi. Tiếp tục móc này. Một này, hai, mũi thứ ba này các bạn. Tiếp này, mỗi chân là một hàng nha. Mười lăm này, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mươi hai này các bạn. Tiếp nhé, hai ba, hai tư, 25, 26, 27, 28, 29 mũi rồi này các bạn. 30, 31 này. Vâng, và đủ hàng. Sau đó mình sẽ kết hàng lại này các bạn.
còn ăn cho mình thêm một muỗng nữa ha. Tổng cộng là 32 muỗng nha. Rồi, các bạn lên cho mình một muỗng nữa rồi này. Tiếp móc tiếp nha. Các bạn lưu ý là các bạn móc chắc tay vào ấy, nhìn cái đường móc nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nên là các bạn lưu ý giúp mình cái chỗ đó nha. Lát mình sẽ móc gì bây giờ nhỉ? Mình vẫn chưa nghĩ ra luôn á các bạn. Các bạn muốn mình móc cái gì đây? Kiểu mình chơi hề nước rút á, nước từ đâu mình nhảy từ đó. Móc này xong mình sẽ nghĩ cho tiếp móc tiếp theo, chứ mình không có ý định gì trong đầu cả. Nên là khá là khó khăn. Hay là để mình móc con sâu hoa. Con sâu trong cái những con sâu kia kia các bạn, cũng khá là xinh đó. Rồi để mình móc con sâu cho các bạn xem ha. Có cái hoạt hình mà hai cái con sâu gì đó kìa, sâu gì đó mình không nhớ nữa, trong phim hoạt hình đó có cái con màu đỏ và cái con màu vàng. Nhưng mà mình không biết cái tên nó là tên gì. Trời, mình lại kết hàng tiếp này. Nên một xích nữa này. Tiếp tục móc như vậy cho tới hết này. Các bạn có thể thấy từng mũi móc của mình khá là đều tay nhau á, nên các bạn chú ý cái phần này giúp mình nha. Chú ý sẽ móc đều tay thôi ha. Lưu ý cái phần này giúp mình.